lẩu cá lóc mà khách hàng bị chặt chém đến 130 Mỹ Kim, tin từ Tiền Giang. Tuy đã hết Tết, nhưng nạn tính giá cao gần như chặt chém túi tiền của du khách vẫn tiếp tục lộng hành trắng trợn tại nhiều thành phố đông đảo khách vãng lai. Vụ mới nhất xảy ra tại một quán ăn mang tên Thuận Phát ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời của bà Trương Thị Chung, 31 tuổi, cư dân tỉnh Đồng Nai cho biết, gia đình bà dừng lại quán dùng bữa ăn chiều, chỉ gọi ba thố cháo, cá lóc, một trái dừa tươi. Bà Chung bật ngửa khi nhìn thấy hóa đơn tính tiền lên tới 2.6 triệu đồng, tương đương là 130 Mỹ Kim. Cuối cùng thì bà Chung phải nhờ công an đến can thiệp. Nạn chặt chém túi tiền của du khách đang diễn ra tràn lan tại nhiều vùng ở Việt Nam, đặc biệt là khu du lịch như là Hà Nội, Vịnh Hạ Long, Vũng Tàu, Nha Trang. Cũng theo báo Tuổi Trẻ ngày 2 tháng 3, ông Lê Văn Dư, 30 tuổi, chủ quán ăn Thuận Phát, thành thực xin lỗi những thực khách đã bị chặt chém. Ông cho biết là đã đuổi việc nhân viên Nguyễn Thành Được, 23 tuổi, Đồng Tháp. Ông Dư giải thích rằng do ông bận việc đi làm xa và vợ ông vừa mới sinh con không thể trông coi quán, lại không có người quản lý thay thế, nên bị nhân viên Được qua mặt làm mất uy tín quán ăn. Theo ông Dư thì những món ăn mà các thực khách gọi giá là 1 triệu 300 ngàn, nhưng nhân viên Được thấy biển số xe khách từ phương xa đến nên kê giá gấp đôi để bỏ túi riêng.